Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Stanton, California vào ngày 18 tháng 5 năm 1991 với chủ đề Hãy cố gắng ăn chay bằng mọi giá. Because of food, we started war, and then we make peace, and then we started war again. All because of food. What else do you think? And because of food, I'm here. Yeah, just to tell you not to eat too much. Yeah, try to put some more spiritual food inside your spiritual body. We start with food and we will end up with food. Don't worry, okay? Vì thực phẩm mà chúng ta gây nên chiến tranh, rồi chúng ta tạo hòa bình, rồi lại gây chiến trở lại. Tất cả cũng chỉ vì thực phẩm. Quý vị thử nghĩ xem còn lý do gì khác hơn không? Và cũng chính vì thực phẩm mà tôi đã đến đây, chỉ mong nhắc nhở quý vị đừng nên ăn nhiều quá. Hãy cố gắng bồi dưỡng một ít thực phẩm tâm linh cho thân thể tâm linh của mình. Chúng ta bắt đầu bằng thức ăn và sẽ kết thúc bằng thức ăn. Quý vị đừng lo nhé. Nobody knows how to meditate. Yeah? You do. You do, everybody does. You meditate every day on different things. Some meditate on money. Some on food. Some on boyfriend. Some on girlfriend. Some on say business. Some on children, wives, husbands, business. And textbooks. Yeah. And sometimes on fame, position, power, and occasionally on God when business doesn't go well. when all the meditation fails, then we might meditate on God for a while. Yeah. So do not tell me that you don't know about meditation. Yeah. It just probably I will have to tell you a different kind of meditation and by which and with which we will overcome most of the difficulties in this life. And then we do not need to meditate on too many techniques or too many subjects. Instead, meditate on one only and we get many things or other things. Just like in the Bible stated that seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. Không ai biết cách tọa thiền à? Quý vị biết mà. Quý vị biết. Mọi người đều biết. Mỗi ngày quý vị thiền quán về những việc khác nhau. Có người thiền về tiền bạc, về thức ăn, về bạn trai, bạn gái, công việc buôn bán, con cái, vợ chồng, việc làm và sách vở. Đôi lúc có người thiền về danh lợi, địa vị, quyền lực, rồi thỉnh thoảng thiền về Thượng Đế. Khi công việc kinh doanh không được thuận lợi, khi tất cả các hình thức thiền này đều thất bại, có thể lúc đó chúng ta mới thiền đến Thượng Đế trong đôi giây phút. Vậy đừng nói với tôi rằng quý vị không biết thiền. Có lẽ tôi chỉ cần nói về một loại thiền khác. Qua phương pháp thiền này, chúng ta sẽ khắc phục được hầu hết những khó khăn trong đời. Rồi chúng ta
sẽ không cần phải thiền quán về quá nhiều phương pháp hay đề tài khác. Thay vào đó, chúng ta chỉ thiền một thứ mà thôi, và sẽ được thêm nhiều điều khác. Như trong Thánh Kinh có nói, hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi tất cả mọi việc sẽ được thêm vào. And now, so if we would like to have inner peace, then we must have satisfaction. We must have a kind of extraordinary satisfaction that could overcome all other desires in order to have what you required earlier, inner peace. Yeah? It's not that difficult to attain what you just request. And what you requested, what the lady, our friend, requested, was the only thing that's worth requesting, and the only thing that we should attain and should yearn for, because by attaining inner peace, yeah, we will attain everything else. That is also the name for the kingdom of God. You understand? Nếu chúng ta muốn có sự bình an nội tại, thì chúng ta phải có sự mãn túc. Chúng ta phải có một loại mãn túc phi thường để có thể thỏa nguyện tất cả những ước muốn khác, hầu đạt được điều chúng ta mong muốn là sự bình an nội tại. Muốn đạt được yêu cầu này không có gì khó cả. Điều mà quý vị hay bà ấy hay người bạn yêu cầu là điều duy nhất đáng được yêu cầu. Đó là điều duy nhất chúng ta cần đạt được và đáng cho chúng ta mong mỏi. Vì một khi có niềm an bình nội tại, chúng ta sẽ có được tất cả mọi thứ khác. Đó cũng là một tên gọi của Thiên Quốc. Quý vị hiểu không? All the miracles, all the satisfaction, all the fulfillment of worldly and heavenly desires come from the kingdom of God. Come from the inner realization of our eternal harmony, of our eternal wisdom, and of our almighty power. If we do not get this, we never find satisfaction in this world. Doesn't matter how much money we have, doesn't matter what kind of position we hold, doesn't matter how much things this world has offered at our feet. That's why, again, in the Bible, it is said, what good does a man if he gains the whole world and loses the soul, yeah, or the kingdom of God? Because the soul is connected with the kingdom of God. The soul can only feel happy in the kingdom of God. And the kingdom of God is within us, is at hand. Tất cả những phép lạ, mọi sự mãn túc, mọi đáp ứng của những ước muốn tại trần gian và trên thượng giới đều đến từ Thiên Quốc, đến từ sự nhận thức bên trong về sự hài hòa vĩnh cửu, trí huệ vĩnh hằng và quyền năng tối thượng của chúng ta. Nếu không đạt được điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự mãn túc ở thế giới này. Cho dù chúng ta giàu có như thế nào, địa vị quyền tước cao đến đâu, và trần gian này đã dâng hiến bao nhiêu của cải dưới chân chúng ta. Để nhắc lại, đó là lý do vì sao Thánh Kinh nói rằng có ích gì nếu một người được toàn thế giới nhưng lại đánh mất linh hồn hay Thiên Quốc. Bởi vì linh hồn gắn liền với Thiên Quốc, linh hồn chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở trong Thiên Quốc, mà Thiên Quốc lại ở bên trong chúng ta, ngay trong tầm tay. So we don't need to really go to the Himalaya to search for it. And we do not need to go even to the church, excuse me, to look for it. We might go to the church to pray if that is helpful to us and make us find a little bit of comfort, yeah, for our daily stress. But that is not the kingdom of God. It's only a very small portion
too small a portion to even mention. Once we found the kingdom of God, we never lose it again. And everything else is at our command. Therefore, Buddha has forsaken the kingdom of the earth. Therefore, Jesus refused to be the king of the Jew, officially. His disciples and his followers wanted so much to make him the king of the Jews. But he refused. He said, my kingdom is not on earth. My kingdom is with my Father in heaven. And he even recommended everyone to lay your treasure upon heaven and not on earth, because here things will get damaged and destroyed. What he meant is we should put our attention, our love to realize God, yeah? To God. Love your God with all your soul or your mind or your strength. Cho nên, thật ra chúng ta không cần phải đi Hy Mã Lạp Sơn để tìm, cũng không cần phải đến nhà thờ để kiếm. Xin lỗi quý vị, chúng ta có thể đến nhà thờ để cầu nguyện nếu điều đó có thể giúp ích chúng ta, và cũng để tìm đôi chút an ủi cho sự căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Nhưng đó không phải là thiên quốc. Đó chỉ là một phần rất nhỏ, quá nhỏ, không đáng kể. Một khi chúng ta đã tìm được thiên quốc rồi, chúng ta sẽ không bao giờ mất nữa, và mọi thứ khác đều thuộc về chúng ta. Do đó mà Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng của thế gian. Cũng bởi thế mà Chúa Giê-xu đã chính thức khước từ làm vua của người Do Thái. Các môn đồ của Chúa và những người theo Ngài đã rất muốn tôn Ngài lên làm vua của dân Do Thái, nhưng Chúa đã khước từ. Ngài nói, vương quốc của ta không phải ở địa cầu, mà là cùng với cha ta ở trên thiên đàng. Ngài còn khuyên mọi người nên chứa kho báu của mình trên thiên đàng, chứ không phải ở trần gian. Vì ở đây, mọi thứ sẽ bị hư hại và bị hủy diệt. Ý Ngài nói là chúng ta phải đặt tất cả sức chú ý để nhận thức được Thượng Đế, phải đặt tất cả tình thương của chúng ta vào Thượng Đế. Hãy yêu thương Thượng Đế với tất cả linh hồn, bằng tất cả sức mạnh và ý chí. But it's difficult to understand all this saying in the Bible. Therefore, the Bible say again, seeing you see, but you do not perceive. Hearing you hear, but you do not understand. Why is that? Most of us, when we read the Bible, we only read the vocabulary, and we don't even understand the true impact in the Bible. And also the Bible sometimes stated paradoxical, statements, right? And confuse people. But I do not believe that the Bible is paradoxical. I do believe in the misinterpretation of the later generation, of the ego of the interpreters who wants to interpret it the way he thinks and the way he understands it without further deeply study into the subject and meditate on the true meaning of the Bible. For example, in the first chapter of the Old Testament, God say, I made all the herbs in the field and all the beautiful fruit trees. These shall be your meat. Yeah? So meat in that sense means meals, means only food. It doesn't mean meat as what we eat nowadays, like beef steaks or pork chops. And what next? Yeah. Is that not so? Yeah. Nhưng thật khó mà hiểu được những câu nói này trong Kinh Thánh. Cho nên, Thánh Kinh cũng ghi, các ngươi nhìn thì thấy, nhưng chẳng nhận biết chi.
Các ngươi lắng thì nghe, nhưng chẳng hiểu gì. Tại sao vậy? Đa số chúng ta khi đọc thánh kinh chỉ đọc những ngôn từ, chúng ta không hiểu ngay cả những điểm chính yếu thật sự trong đó. Thánh kinh đôi khi còn nói những điều mâu thuẫn, khiến người ta hoang mang. Nhưng tôi không tin là thánh kinh mâu thuẫn. Tôi tin có sự diễn giải sai lầm của những thế hệ sau, tin ngã chấp của những người phiên dịch khiến họ diễn giải theo cách suy nghĩ và hiểu biết của họ, mà không nghiên cứu và quán tưởng sâu xa hơn về đề tài và chân nghĩa của thánh kinh. Chẳng hạn, trong chương đầu tiên của Cựu Ước, Thượng Đế phán: Ta tạo ra những rau cỏ ngoài đồng và những cây trái xinh đẹp kia, đây là thịt cho các con. Thịt trong nghĩa đó là thực phẩm, chỉ có nghĩa là thức ăn thôi, chứ không có nghĩa là thịt như chúng ta ăn ngày nay, như thịt bò, thịt heo và gì gì nữa, đúng không? But then in other interpretation they think, well, meat means meat. Yeah. And also if someone who never care about the true meaning of it would interpret it as meat, but actually in the original text I heard it means meal. But anyhow, it might have meant meat at that time, but meat at that time meant anything for food, you know, doesn't mean meat like we mean today. And also, for example, in India, we have a kind of sweet, very sweet, small, very sweet, they call it sweet meat. Those of you who went to India would have eaten them and know what I mean, yeah, sweet meat. And now if we translate it into our language, it becomes sweet meat. It's correct. I mean meat, which is sweet. And if we don't know that, and if we have never been in India, or if we do not care to truly understand what that means, we put it as meat. And all the master in India would eat meat by now. Sweet meat. Yeah, understand what I mean? Nhưng rồi trong một bản dịch khác, họ nghĩ thịt có nghĩa là thịt. Thêm vào đó, nếu một người không bao giờ quan tâm đến chân nghĩa của nó, sẽ dịch là thịt. Nhưng thật ra, trong nguyên bản, tôi nghe nói rằng thịt có nghĩa là thực phẩm. Dù sao, nó cũng có thể là thịt vào thời đó. Nhưng thịt vào thời đó có nghĩa là bất luận thứ gì có thể làm thực phẩm ăn được, chứ không có nghĩa là thịt như chúng ta nói ngày nay. Ngoài ra, ví dụ như ở Ấn Độ, có món bánh rất ngọt, người ta gọi là thịt ngọt. Những vị nào đã đi Ấn Độ, ắt hẳn đã dùng qua và biết món thịt ngọt mà tôi muốn nói. Bây giờ nếu dịch sang ngôn ngữ của chúng ta, nó sẽ trở thành thịt ngọt. Đúng vậy, dịch sang thành loại thịt có vị ngọt. Nhưng nếu chúng ta không biết, nếu chưa bao giờ đi Ấn Độ và nếu không quan tâm tìm hiểu món này là gì, thì chúng ta sẽ xem đó là thịt thật. Và tất cả những minh sư Ấn Độ bây giờ đều ăn thịt, thịt ngọt. Quý vị hiểu ý tôi không? And now if somebody interpret it and think, wow, nonsense. How can meat be sweet? Probably the author wrote it wrong. Probably he mean lean meat. Yeah. And then or probably the interpreter has a kind of double glass, you know. Double eye glasses, and he read it wrong. Yeah, because sometimes people write it by hand, and sometimes, you know, you can see it in wrong light. And if you study in college, sometimes the teacher make a test, you know, like he whispered into your ear one word, and then tell you to whisper to the next, and the next to the next, and when it turned to the 15 or 50, it changed. Change the whole thing, the whole meaning, the whole word. Is that not so? Do you have that test? Yeah, then you know what I mean. Bây giờ, nếu có người nào phiên dịch và nghĩ rằng, chà, vô lý quá, thịt làm sao mà ngọt được? Có lẽ tác giả viết sai, có lẽ ý ông ta muốn nói thịt nạc. Cũng có thể dịch giả mang kính lão nên đọc sai. Vì đôi khi người ta viết tay rất khó đọc. Cũng có khi chúng ta đọc dưới ánh sáng lờ mờ. Nếu quý vị học đại học, có khi giáo sư làm một thử nghiệm. Ông ta nói thầm vào tai quý vị một chữ gì đó,
rồi bảo quý vị nói nhỏ lại cho người ngồi kế bên. Người kế bên lại nói nhỏ cho người kế tiếp. Cứ thế, khi đến người thứ 15 hay thứ 50, quý vị thấy nó đã khác xa rồi, đã thay đổi hẳn toàn bộ từ ý nghĩa đến nguyên chữ đó. Có phải vậy không? Quý vị có biết thử nghiệm đó không? Vậy, quý vị đã hiểu ý tôi muốn nói. So now, 2000 years ago, you know what it means. When it changed, when the word, one word changed from the first to the 15th or 50th person, in the same room, same time, within a few minutes, how do you think many thousand words would preserve their purity and originality after 2,000 years? So, it's very pitiful for us to, how say, grovel in this kind of darkness and trying to find out the exact meaning of God interpreted by men. So the only thing is we have to pick out what is logical, try to use all our might and sincerity to pray for enlightenment, at least to pray for the right meaning and the right text from the Bible, and pray to God that we pick out only the right one. Cho nên, việc của 2000 năm về trước, quý vị biết ra sao rồi. Chỉ có một chữ thôi mà đã thay đổi từ người đầu đến người thứ 15 hay thứ 50 trong cùng một vòng, cùng một lúc, trong vòng vài phút. Vậy thử hỏi, sau 2000 năm, có bao nhiêu ngàn chữ còn có thể giữ được nguyên vẹn ý nghĩa thuần túy nguyên thủy của nó? Thật tội nghiệp cho chúng ta cứ lanh quanh mãi trong bóng tối để cố tìm hiểu ý nghĩa thật sự của Thượng Đế qua sự diễn dịch của con người. Cho nên điều duy nhất là chúng ta phải chọn ra những điều hợp lý, cố gắng vận dụng tất cả sức mạnh và lòng thành khẩn của mình để cầu nguyện được khai ngộ. Ít nhất cũng cầu nguyện để biết được ý nghĩa và bản văn đúng của Thánh Kinh và cầu xin Thượng Đế giúp chúng ta chỉ chọn lọc những gì đúng mà thôi. Well, I did pray very hard when I was younger. I mean, I'm still young, but when I was younger, I prayed to God every day. I sleep with the Bible every day. I feel better that way. When I was in Vietnam, then I pray with the Buddhist Bible. When I am in Europe, I have no Buddhist Bible, so I pray with the Catholic Bible. And I read every day, one chapter at least. And when I went to the church, I pray for nothing else except, God, if you exist, show me. That's all. Let me know you. Show yourself to me. I never pray for anything else. The same, I pray the same to Buddha. If really you exist, yeah? Please show me where you are. That's all. Khi còn trẻ, tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Bây giờ tôi vẫn còn trẻ. Nhưng ý tôi nói là, khi tôi còn trẻ tuổi hơn, tôi đã cầu nguyện Thượng Đế mỗi ngày. Mỗi ngày, tôi đều ngủ với Thánh Kinh bên cạnh. Tôi cảm thấy an tâm khi làm như vậy. Khi còn ở Âu Lạc, tôi cầu nguyện bằng kinh điển Phật giáo. Khi ở Âu Châu, không có kinh Phật, nên tôi cầu nguyện bằng Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo. Tôi đọc Thánh Kinh hàng ngày, ít nhất mỗi ngày một chương. Khi đi nhà thờ, tôi không cầu nguyện gì khác ngoài Thượng Đế. Nếu Ngài hiện hữu, xin cho con được thấy Ngài, chỉ có vậy thôi. Xin cho con được biết Ngài, xin Ngài hãy hiện ra cho con được thấy. Tôi không bao giờ cầu xin điều gì khác. Tôi cũng cầu với Phật như vậy. Nếu Phật thật sự hiện hữu, xin cho con biết Ngài ở đâu, chỉ vậy thôi. So probably because of this prayer and sincerity, I have known God, I have known Buddha. Anyhow, we are good friends now. And nothing big deal.
God is there all the time, has been always there and will always be. Just that we ignore God, not God ignores us. And it's so simple that we live in God every day, every second, every splitting moments of our life. But we just don't know. And because we are ignorant of the fact that God takes care of everything, we really do not believe that even one hair falls down is also decision of the Lord. Is this not so? It says so in the Bible. It is truly so. And we only know that and believe that after we truly experience God. I mean God consciousness. I mean truly know the kingdom of God, truly surrender. And then we have no more sin whatsoever. Because we truly understand that we are helpless. That God is the one who runs the universe. Có lẽ vì lời nguyện cầu này và nhờ lòng thành tâm, tôi đã biết được Thượng Đế, biết được Phật. Dù sao, bây giờ chúng tôi cũng là bạn thân với nhau, chẳng có gì quan trọng. Thượng Đế bao giờ cũng ở đó, đã luôn luôn ở đó và sẽ vĩnh viễn ở đó. Chỉ có điều là chúng ta lãng quên Thượng Đế, chứ không phải Thượng Đế quên lãng chúng ta. Thật rất đơn giản là chúng ta hiện hữu trong Thượng Đế mỗi ngày, trong từng giây, từng phút, từng sát na của đời sống, nhưng lại không hay biết. Vì chúng ta không hiểu rằng Thượng Đế chăm sóc mọi việc, nên chúng ta thật sự không tin là ngay cả một sợi tóc rụng xuống cũng là do Thánh ý Chúa định. Có phải vậy không? Trong Thánh Kinh có nói như vậy, thật sự đúng như vậy. Chúng ta chỉ biết tin được điều đó sau khi chúng ta thật sự thể nghiệm Thượng Đế, thể nghiệm tâm thức Thượng Đế. Tôi muốn nói thật sự biết Thiên Quốc, thật sự phục tùng, rồi chúng ta sẽ không còn tội lỗi nữa, bất luận tội lỗi gì, bởi vì chúng ta sẽ thật sự thấu hiểu rằng chúng ta yếu đuối, rằng Thượng Đế là người điều hành vũ trụ. And so what happens with the free will, you would ask me. The free will is for you to believe that you are the one who does things. You are free to believe that. Nobody stops you. But you have also the free will to believe that God is the one who runs the universe. And in order to have this confidence to believe that God is the one who runs the universe, we must contemplate on God in a right way. Otherwise, our free will just run wild. We believe in all kind of things that is brainwashed into our knowledge. Yeah. We believe what our teacher says, we believe what the priest says, even though he knows nothing. We believe in the society's customs and do's and don'ts and to be and not to be and to do and not to do. And we do not believe in God. Quý vị sẽ hỏi tôi, vậy còn ý chí tự do thì sao? Ý chí tự do là để cho quý vị tin rằng quý vị là người làm một số việc. Quý vị có sự tự do để tin rằng không ai có thể cấm cản quý vị. Nhưng quý vị cũng có ý chí tự do để tin rằng Thượng Đế là người điều hành vũ trụ. Để có thể vẫn tin rằng Thượng Đế là người điều hành vũ trụ, chúng ta phải thiền quán về Thượng Đế theo một phương cách đúng đắn. Nếu không, ý chí tự do của chúng ta sẽ tự do tung bay, không kiềm chế được. Chúng ta tin đủ mọi thứ chuyện và bị tẩy não cho đó là sự hiểu biết của mình. Chúng ta tin những gì thầy giáo nói, tin những lời thầy tu giảng, dù ông ta chẳng biết gì. Chúng ta tin phong tục của xã hội, những điều nên làm và những điều cấm kỵ, phải quấy, nên làm hay không nên làm.
Vậy mà chúng ta lại không tin Thượng Đế. Most of people go to the church or belong to any kind of organization, religious, religious order. They would think they believe in God, but they don't. They believe in Maya. I mean the opposite, the negative power. The negative power teaches us that we have sins, that we are terrible, that we are originally born in sin and die in sin, that except Jesus, we have no one else as Savior, that we are always sinner anyhow, and we could never become like Jesus, or we could never have any worth as human beings. But why? Đa số những người đi lễ hay thuộc bất kỳ một giáo phái nào đều nghĩ rằng họ tin Thượng Đế. Nhưng không phải vậy. Họ tin Ma Vương, có nghĩa là phía đối nghịch, là lực lượng phủ định. Lực lượng phủ định dạy rằng chúng ta có tội, chúng ta xấu xa lắm, rằng từ nguyên thủy chúng ta sinh ra trong tội lỗi và cũng chết trong tội lỗi, rằng chỉ có Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi thôi, ngoài ra không còn ai khác, rằng chúng ta luôn luôn là kẻ có tội, chúng ta không bao giờ có thể được như Chúa Giê-xu, hoặc là con người chúng ta không bao giờ có giá trị. Nhưng tại sao chứ? In the Bible it says God made man in his own image. That means at least we are very similar to God. Why should we be sinful if we are in the image of God? When somebody is made in the image of someone, is that very like? Very much alike. Is that not so? Is that not so the meaning of English? Yeah? Okay. So now if we are very much like God, then we are nothing else except we are God. And didn't Jesus say that everything he does we can do? And that we are all the children of God. If you are the children of Rockefeller, what do you think you are? Huh? You're Rockefellers. No? Yeah. And you have all what the Father has, or not? Yeah, ask them. Ask the Rockefellers' children. What do they have? They have all the prestige of the Father. They have all the possessions that the Father left for them. Or even when he's alive. Is that not so? Trong Thánh Kinh có nói, Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Điều đó có nghĩa là ít nhất chúng ta cũng rất giống Thượng Đế. Tại sao chúng ta lại có tội nếu chúng ta là hình ảnh của Thượng Đế? Khi một người được tạo ra theo hình ảnh của người nào đó, có phải là rất giống nhau không? Theo nghĩa của tiếng Anh, không phải như vậy sao? Nếu chúng ta rất giống Thượng Đế, thì chúng ta không là gì khác hơn ngoài Thượng Đế. Chúa Giê-xu đã chẳng nói rằng những gì Ngài làm chúng ta cũng có thể làm được, và tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Nếu quý vị là con của tỷ phú Rockefeller, quý vị nghĩ xem mình là ai? Quý vị thuộc dòng dõi Rockefeller, phải không? Phải. Quý vị có được tất cả những gì cha mình có hay không? Hãy hỏi những người con của ông Rockefeller xem họ có những gì. Họ thừa hưởng thanh thế của người cha, có tất cả những sở hữu mà người cha để lại cho họ, ngay cả khi ông ta còn sống, đúng không? The negative power, the Satan power, like us to believe that we are not God, that we are sinful, that we are bad, that everything we does is sin, and we believe in that. Therefore, we don't truly believe in God, no? We like to, but we are conditioned to believe in the opposite direction. Therefore, we are cheated to believe in the opposite power instead of in the power of God.
So that's why Jesus had to suffer, because most people do not support him, do not support his ideas, do not support his positive power of speech, of actions, of faith. So they kill him. Lực lượng phủ định, lực lượng của Satan muốn chúng ta tin rằng chúng ta không phải là Thượng Đế, rằng chúng ta đầy tội lỗi, chúng ta xấu xa, tất cả những gì chúng ta làm đều là tội lỗi. Chúng ta tin vào đó, cho nên chúng ta không thật sự tin Thượng Đế. Đúng không? Chúng ta muốn tin, nhưng đã được uống nắng để tin theo chiều hướng đối nghịch. Bởi thế, chúng ta bị lừa mà tin vào lực lượng đối nghịch, thay vì tin vào lực lượng của Thượng Đế. Đó là lý do Chúa Giê-xu đã phải chịu đau khổ vì đa số mọi người không ủng hộ Ngài, không tán thành ý kiến của Ngài, không chấp nhận lực lượng khẳng định trong lời nói, hành động và đức tin của Ngài. Vì vậy, họ đã giết Ngài. But at least he has awakened some people in his time and continue to affect many generations after his crucifixion. So he has done a great deal to mankind and brought us great civilization. That is the work of the Messiah, of the prophet. But he was not the only one, and he is not the only one, and he will not be the only one. Because he already promised, everything I do, you can do even better. John the Baptist say the same thing. I baptize with water, but the one who came after me, who will be mightier than I am, he will baptize with the Holy Ghost. Yeah? Understand? Nhưng ít ra, Chúa cũng đã thức tỉnh được một số người vào thời đó và còn tiếp tục ảnh hưởng nhiều thế hệ tương lai sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Cho nên, Chúa đã ban rất nhiều cho nhân loại và mang đến cho chúng ta sự khai hóa lớn lao. Đó là công việc của Đấng Cứu Rỗi, của Đấng Tiên Tri. Nhưng Chúa đã không phải là người duy nhất, hiện không phải là người duy nhất và sẽ không phải là người duy nhất. Vì Chúa đã hứa, những gì ta làm, các ngươi cũng có thể làm được và còn làm tốt hơn. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nói như vậy. Ta rửa tội bằng nước, nhưng người đến sau ta có lực lượng lớn hơn sẽ rửa tội bằng Thánh Linh. Quý vị hiểu không? So each prophet who came after another would be mightier. Thanks God. It's not that he is mightier. Probably he's not. Because when somebody asks him, are you Elias? Are you John the Baptist? Incarnated. You understand what I mean? Reincarnated in flesh. Then he kept silence. What does it mean by keeping silence? Keeping silent means yes. Otherwise he would say, no, it's wrong. Understand? Should not have that crazy idea, you know. He should have taught his disciples when some things they say is wrong. Understand what I mean? So he kept silent, means he accepted. Say, okay. Cho nên mỗi vị tiên tri nào đến sau sẽ có lực lượng mạnh hơn vị trước. Cảm ơn Thượng Đế. Không phải là Ngài có lực lượng mạnh hơn, có lẽ Ngài không mạnh hơn. Bởi vì khi có người hỏi Chúa Giê-xu, Ngài có phải là Elia tái sanh không? Ngài có phải là Thánh Gioan Tẩy Giả tái sinh không? Tức là luân hồi trở lại bằng xương, bằng thịt. Lúc đó Ngài giữ im lặng. Giữ im lặng có nghĩa là sao? Giữ im lặng có nghĩa là phải. Nếu không, Chúa đã nói, không, không phải đâu, sai rồi. Các ngươi không được có tư tưởng điên rồ đó. Ngài đã phải dạy cho các môn đồ khi họ nói điều gì sai. Quý vị hiểu ý tôi không? Ngài đã im lặng, có nghĩa là Ngài chấp nhận. Ngài nói, đúng rồi. You can see our world getting more civilized each day because of the masters of different times has come and graced
our earth with their wisdom, with their blessing, with their positive, intelligent energy. So even though sometimes we are not in direct contact with these masters, their energies, their blessing still grace our life and make things different for us and make the world become better and better for us. Quý vị có thể thấy thế giới càng ngày càng văn minh hơn vì có minh sư của các thời đại khác nhau đến và gia ân cho địa cầu bằng trí huệ của các ngài, bằng sự gia trì cùng năng lượng thông minh và khẳng định. Cho nên, mặc dù đôi khi chúng ta không trực tiếp liên lạc với những vị minh sư này, với từ trường của các ngài, nhưng sự gia trì của các ngài vẫn mang lại ân sủng cho cuộc đời chúng ta và thay đổi mọi việc cho chúng ta, khiến thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn đối với chúng ta. So now in order to understand all this talk in the Bible or what the Jesus teaching, we must also do what he did. Contemplate on God. Pray in secret. If you have already studied some meditation techniques, please continue. At least it will help you to find some portion of the kingdom of God. And for what I know, the technique that we are doing is not truly a technique because nothing is written down, but the transmission comes through silence and through inner perceiving faculty, not through verbal exchange. And so for what I know, this kind is the best, the quickest, and the last door to God's kingdom. Để thông hiểu tất cả những điều trong Thánh Kinh hay những gì Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta cũng còn phải làm những gì Ngài đã làm, thiền quán về Thượng Đế, cầu nguyện trong sự kín đáo. Nếu quý vị đã học một phương pháp thiền nào đó rồi, thì xin cứ tiếp tục. Ít ra nó cũng giúp quý vị tìm thấy một phần nào đó của Thiên Quốc. Và theo tôi biết, phương pháp chúng tôi đang thực hành hiện nay không hẳn là một phương pháp, bởi vì không có gì để viết xuống mà chỉ có sự truyền đạt trong tĩnh lặng và qua cảm nhận nội tâm, không phải qua sự trao đổi lời nói. Cho nên theo tôi biết, pháp thiền này là tốt nhất, nhanh nhất và là cánh cửa cuối cùng để đi vào Thiên Quốc. Quý thính giả vừa nghe phần 1 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Stanton, California vào ngày 18 tháng 5 năm 1991 với chủ đề Hãy cố gắng ăn chay bằng mọi giá. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.